một tuần học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường học trực tiếp, giáo viên đã có những đánh giá cụ thể về việc học trực tuyến của học sinh trong thời gian qua. Học trực tuyến gần như hết học kỳ 1 đến giữa tháng 12, học sinh lớp 9, lớp 12 mới trở lại trường học trực tiếp. Dù đã nhìn nhận về mức độ tiếp nhận kiến thức của học sinh trong thời gian qua có những hạn chế, nhưng hầu hết giáo viên đều muốn khi học sinh đi học trở lại, nắm bắt thực tế mới đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sau một tuần học sinh đi học trực tiếp, giáo viên Lâm Vũ Công Chính trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tại quận 10 nhận định, thời gian qua học sinh chỉ tiếp nhận được 1/2 khối lượng kiến thức so với hình thức học truyền thống. Ông Chính nêu những nguyên nhân, trước tiên là do thời lượng học trực tuyến giảm, nội dung tinh gọn, dạy theo hướng để học sinh tự tìm hiểu nên không có phương pháp học đúng sẽ rất dễ đuối. Bên cạnh đó, ý thức học tập của học sinh chưa thật tự giác. Có những học sinh thường xuyên lấy lý do micro hư, mạng chập chờn, đang đi vệ sinh để trốn tránh khi giáo viên gọi phát biểu. Có em thậm chí thường xuyên vô lớp trễ vì ngủ quên. Dù giáo viên đã liên lạc với phụ huynh học sinh 4 lần để hỗ trợ nhắc nhở nhưng vẫn không tự sắp xếp được việc học. Tương tự, thạc sĩ Trần Văn Toàn, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie tại quận 3 cũng cho biết số lượng học sinh lĩnh chọn kiến thức không nhiều, chiếm khoảng 50%. 20-30% học sinh nắm được khoảng 70% kiến thức, số còn lại thì mơ hồ. Ông Trần Văn Toàn thông tin, điểm kiểm tra thường xuyên và bài kiểm tra giữa kỳ 1 của học sinh thực hiện bằng hình thức trực tuyến cao hơn hẳn. Những năm trước, các mức điểm yếu, trung bình, khá, giỏi, trải đều thì năm nay chủ yếu là khá và giỏi. Chẳng hạn, bài kiểm tra giữa kỳ trước đây chỉ có khoảng 4-5 học sinh đạt điểm 9, điểm 10, nhưng năm nay tăng gấp 3 lần. Thậm chí, có lớp có đến 30 học sinh đạt điểm tuyệt đối. Ông Toàn dự đoán điểm tổng kết học bạ sẽ cao hơn so với trước đây. Từ đó, giáo viên của trường Trung học phổ thông Marie Curie nhấn mạnh rõ ràng việc kiểm tra trực tuyến có nhiều vấn đề. Chẳng hạn, trong khi làm bài, học sinh có thể sử dụng các phần mềm giải bài tập, sử dụng tài liệu, hỏi han bài lẫn nhau, dẫn đến những biến động về kết quả các bài kiểm tra trong thời gian qua. Chính vì kiểm tra trực tuyến có điều kiện trao đổi bài nhau, có cơ hội nhiều quyền trợ giúp, nên giáo viên Lâm Vũ Công Chính cho biết, khi tôi bỏ nhỏ đi học trở lại, sẽ thực hiện kiểm tra lại các bài kiểm tra trực tuyến bằng hình thức trực tiếp, tức thì học sinh là làng. Trước thực tế này, giáo viên đều cho rằng bài kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tiếp sắp tới sẽ là dịp để đánh giá thực tế năng lực của học sinh. Tuy nhiên, đề kiểm tra sẽ được xây dựng phù hợp với thực tế học sinh học trực tuyến gần như hết chương trình học kỳ 1, giáo viên sẽ nắm sát trình độ của học sinh để ra đề thi. Theo ông Trần Văn Toàn, đề thi được biên soạn theo đúng yêu cầu giảm tải kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tùy tình hình sẽ điều chỉnh độ khó phù hợp với hình thức học để vẫn đảm bảo tính phân hóa vì kết quả bài kiểm tra có giá trị khi tham gia xét tuyển đại học bằng hình thức học bạ. Thế nên, không thể có bằng mà phải đáp ứng mục tiêu, học sinh chịu khó, có ý thức thì điểm cao và ngược lại. Chi tiết hơn, giáo viên này cho biết đề kiểm tra vẫn có đầy đủ 4 kỹ năng, trong đó kỹ năng vận dụng cao chỉ chiếm khoảng 0,8 điểm, ứng với khoảng 4 câu trong tổng số 50 câu hỏi trắc nghiệm. Còn kỹ năng vận dụng thấp sẽ có từ 8 đến 10 câu, tương ứng với 2 điểm, và khoảng 7 điểm còn lại sẽ là những câu hỏi kiến thức cơ bản, trong đó có những câu chỉ cần thuộc bài, học sinh cũng có thể đạt 5 điểm. Đồng quan điểm trên, thạc sĩ Phan Thế Hoài, giáo viên trường Trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cho biết, nội dung bài kiểm tra sẽ giảm tải, nhẹ nhàng hơn so với năm học trước. Cụ thể, đề sẽ giữ nguyên ma trận, nhưng giảm nội dung kiến thức. Chẳng hạn trước đây, 10 phần thi, nay giữ lại khoảng 7-8 phần và chọn những nội dung cốt lõi, trọng tâm. Trong đó, đối với lớp 12 thì chọn những nội dung yêu cầu kiến thức bám sát với định hướng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn đối với học sinh lớp 10, lớp 11 thì chọn những nội dung kiến thức có liên quan đến khối lớp trên để có sự kế thừa cho năm sau. Sau một tuần cho học sinh đến trường học trực tiếp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 34 ca F0, trong đó có 27 trường hợp là học sinh, còn lại là giáo viên và nhân viên nhà trường. Chiều 20 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo định kỳ để chủ động cung cấp thông tin các vấn đề mà người dân quan tâm. Ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tuần dạy học trực tiếp, ngành giáo dục ghi nhận 34 ca F0 xuất hiện trong nhà trường, trong đó 4 ca là giáo viên, 3 ca là nhân viên và 27 ca là học sinh. Những trường hợp này, các trường học đã vận hành quy trình xử lý F0 và tiến hành theo hướng dẫn, ông Trọng nói. Trả lời câu hỏi về việc chia đôi lớp để dạy trong một tiết học có hiệu quả hay không, ông Trọng nói do nhiều cơ sở giáo dục có phòng ốc chật nên nhà trường tách đôi lớp để dạy học. Đương nhiên khi tách đôi lớp thì có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả dạy học. Vì dạy một lớp có đầy đủ học sinh, thầy cô tương tác trực tiếp sẽ khác với việc thầy cô chạy qua chạy lại hai lớp. Dù vậy, trong điều kiện dịch bệnh thì các cơ sở giáo dục và học sinh cũng phải thích ứng, từng bước trở lại bình thường. Đối với việc gia đình tự test cho con em có được hay không, ông Trọng cho biết nếu gia đình có điều kiện tự test cho học sinh để chủ động phát hiện F0 thì sẽ hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong trường học có ca nhiễm. Nếu dương tính thì học sinh ở nhà, không cần đến trường.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội tối ngày 20 tháng 12 ghi nhận 1.641 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay. Thành phố lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà. Bộ Y tế công bố Hà Nội 1.612 ca nhiễm mới, không ca tử vong. Như vậy, một số ca chưa được cấp mã số bệnh nhân, chưa có số liệu thống kê số ca đang điều trị và số ca nặng tính đến 19 giờ ngày hôm nay. Trong số ca nhiễm hôm nay có 406 ca cộng đồng, 1.021 ca ở khu cách ly và 214 ca ở khu phong tỏa. Như vậy, số ca nhiễm cộng đồng giảm 94 ca so với ngày hôm qua, phân bố tại 21 quận huyện, trong đó cao nhất ở Ba Đình với 90 ca, Đống Đa 66 ca, Long Biên 52 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ngày càng tăng, Hà Nội nâng cao năng lực điều trị F0 tại nhà. Trong chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh ban hành ngày 17 tháng 12, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kịch bản, phương án ở mức cao hơn để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19, cập nhật đầy đủ danh sách F0 điều trị tại nhà, đảm bảo cấp phát thuốc theo phác đồ điều trị. Địa phương cũng hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly, điều trị, xét nghiệm đối với người bệnh trong vòng 24 giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm. Địa phương lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà với lực lượng thanh niên là nòng cốt. Nhiệm vụ tổ là tiếp nhận thông tin từ những người nhiễm COVID-19 tại nhà, cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý F0, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của người cách ly thì thông báo ngay cho cán bộ trạm y tế. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị F0 trực 24/7 để cùng tổng đài 1022 kịp thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phản ánh của người dân. Tổ COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lập danh sách người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ trong thời kỳ mang thai, người chống chỉ định chưa được tiêm vaccine để quản lý, tiêm. Hà Nội phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất trước ngày 31 tháng 12. Hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trước ngày 31 tháng 1 năm 2022. Hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước thời hạn này. Tổng số ca tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 28.694 ca, trong đó số ca cộng đồng là 10.671 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly 18.023 ca. Hiện nay, khi người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, việc tiếp tục tiêm mũi thứ 3 là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Để tiêm mũi thứ 3 đạt hiệu quả miễn dịch tốt nhất, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tránh những điều này sau khi tiêm. Thứ nhất, không bỏ qua thời gian quan sát. Thông thường sau khi tiêm vaccine, không thấy phản ứng gì thì mọi người đều muốn rời ngay khỏi điểm tiêm. Với hầu hết trường hợp, điều này hoàn toàn ổn. Tuy nhiên, các cơ quan y tế vẫn khuyến cáo sau khi tiêm mũi 3, mọi người vẫn nên chờ ở điểm tiêm 15 đến 30 phút sau đó mới về. Đây là khoảng thời gian cần thiết để theo dõi liệu có xuất hiện các phản ứng dị ứng hiếm gặp hay không. Những người có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng nên chờ 30 phút. Những phản ứng này có thể là nhẹ như phát ban hoặc nghiêm trọng như sốc phản vệ. Khi đó, các bác sĩ tại điểm tiêm sẽ phản ứng nhanh để kịp thời cứu chữa. Thứ hai, đừng nghĩ rằng tác dụng phụ mũi 3 giống như các mũi trước. Dù phản ứng của cơ thể với mũi 3 có thể tương tự như phản ứng với mũi 1 và mũi 2, nhưng cũng không nên xem thường. Việc tiêm trộn các loại vaccine và tiêm tăng cường có thể phát sinh thêm một số tác dụng phụ. Đây là điều mà các chuyên gia lưu ý. Xong, mọi người cũng không phải quá lo lắng, xảy ra một số tác dụng phụ khi tiêm trộn vaccine là điều bình thường. Thứ ba, không tập nặng nếu cảm thấy mệt. Tập thể dục vừa phải sau khi tiêm vaccine mũi thứ 3 không gây hại, xong không nên tập nặng, đặc biệt là khi xuất hiện các tác dụng phụ mạnh khiến cơ thể mệt mỏi. Thay vì nâng tạ nặng hoặc chạy bộ, mọi người chỉ nên đi bộ, kéo căng cơ hay các bài tập nhẹ nhàng khác. Thứ tư, không nên uống rượu bia. Uống rượu bia có thể ảnh hưởng đến cách mà hệ miễn dịch phản ứng với vaccine. Ngoài ra, rượu bia làm mất nước và có thể khiến các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine, chẳng hạn như đau cơ hoặc mệt mỏi, trở năng nặng. Tiến sĩ Natasha Buhayan, phó giáo sư lâm sàng tại Đại học Y Arizona nước Mỹ giải thích. Muốn uống rượu bia, mọi người nên uống khoảng 48 giờ sau khi tiêm vaccine. Nếu uống rượu bia trong ngày sau khi tiêm sẽ làm suy yếu phản ứng miễn dịch để sản sinh kháng thể.